Solomon. Điểm cho Indonesia. Bóng phát bóng của cây truyền hài Pucci. Và đánh bóng của Rodina. Megawati. Rodina. Rất hay, một tình huống đánh y của Rodina. Chỉ là 1m66 mà thôi. Cô chỉ cao hơn đúng 4 phần so với cây truyền hài được Guzman. Một chiều cao rất khiêm tốn vừa. Được Guzman chuyển cho ai? Đó là Palomata. Bóng ngoài và đó là điểm. Megawati. Thì Philippines để chuẩn bị cho CV League năm nay, họ đã có chuyến tập huấn kéo dài 12 ngày ở Nhật Bản. Và rõ ràng chúng ta có thể thấy được khả năng chắn bóng cũng như là phòng thủ hàng sau của Philippines đã được cải thiện rất đáng kể. Thái Lan. Và có thể thấy bốn đội bóng góp mặt ở CV League năm nay gần như cũng sẽ là bốn đội bóng cạnh tranh. Bóng của phụ công Mirasushi. Được Guzman và Solomon. Rất tốt, điểm cho Philippines. Một chủ động đánh y. Bóng ngoài rồi. Một tập thể với sự có mặt của các vận động viên cựu binh như là De Guzman với những thêm một điểm số nữa cho Solomon. Một tình huống bóng bền cho thấy khả năng phòng thủ tốt của các cô gái Philippines. Lần này là một pha bỏ nhỏ nhưng Solomon đã cứu kịp bóng. Tình huống bỏ nhỏ là của Asila. Chi phát bóng. Có lẽ là huấn luyện viên De Brito sẽ chờ đến khi bước vào lần hội ý kỹ thuật thứ hai của set 1. Rodina. Tình huống phát bóng của Lori. Không được, Lori đã tấn công. Rodina. Đó là một tình huống. De Brito đã có chuyến tập huấn 12 ngày ở Nhật Bản. Và đánh bóng của Rodina. Megawati. Thêm một điểm số nữa cho Indonesia. Tiếp tục với tình huống phát bóng của Bilin. Tình huống chuyển không hề tốt một chút nào của cây chuyền hài. Set point cho Philippines 24-23. Challenge Cup năm nay. Bóng ngoài. Philippines là đội đã có được chiến thắng ở trong set đấu đầu tiên với tỷ số là 25-23. Một trận đấu đã diễn ra rất hấp dẫn và Philippines là những người là Santi vào sân để thay cho Rachi. Thêm một lần nữa bị block cả cho kỳ SEA Games sang năm. Đã 3 kỳ SEA Games liên tiếp, Indonesia giành huy chương đồng ở môn bóng chuyền nữ. 3 kỳ SEA Games 2019, 2021 và 2023 thì Indonesia đều giành huy chương đồng khi đánh bại Philippines trong trận đấu tranh hạng 3. Bây giờ thì Philippines đã thể hiện một bộ mặt rất khác tại nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc để chờ đợi cho trận chung kết với đội tuyển Việt Nam, trận đấu tranh huy chương vàng. Santi.
một tình huống đánh chéo gắt của Santi và điểm cho Indonesia 5-8. Trong một nỗ lực cứu bóng thì cây truyền hai De Guzman đang bị đau. Megawati, Santi, một pha đánh y của Santi. Indonesia tại CV League năm nay họ sử dụng đội hình với 2/3 là các vận động viên của Jakarta BIN. Đó là câu lạc bộ đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Danai. Cựu Santi, pha bỏ nhỏ nhưng chưa đủ khó. Tiếp tục là Santi, một pha đánh chéo sân thành công của Santi. Phát bóng của Solomon. Solomon phát bóng đi ra ngoài. Chạm ngang góc mày với những gì mà trò của mình đang thể hiện. Sama phát bóng. Pha ra tay rất uy lực của Asila là một trong 1/3 số vận động viên còn lại không thuộc biên chế của Jakarta BIN. Đã có điểm cho bóng nam và nữ hàng đầu trên thế giới. Solomon pha tấn công bật nhảy từ sau vạch 3m. Tay chắn của Indonesia. Tiếp tục là Rodina. Và lần này thì bóng tiếp tục là Rodina. Thủ hàng sau không phải là thế mạnh của Santi. Và ghi điểm. Rodina phát bóng. Điểm cho đầy hứa hẹn của Indonesia trong tương lai. Santi sinh năm 2007. Pha đánh bóng của Santi. De Guzman tiếp tục là Lori. Quyết định của trọng tài đó. Santi vừa Solomon và đã có điểm số thứ 25 cho Philippines rồi. Xin chúc mừng Philippines niềm vui của các vận động viên thể thao Philippines. Và hôm nay thì người hâm mộ bóng chuyền Philippines tiếp tục đón tin vui khi Philippines đã có được hạng 3 tại tuần đầu tiên của CV League 2024. Năm 2019 khi mà Philippines giành hạng 3 của giải vô địch nữ Đông Nam Á thì khi đó giải đấu này còn có tên là ASEAN Grand Prix. Và năm nay thì Philippines đã có được tấm huy chương đồng ở tuần đầu tiên của CV League 2024. Xin chúc mừng huấn luyện viên Jorge De Brito và các học trò. Họ đã làm